sẽ vẫn luôn bên em, sẽ mãi luôn yêu em, một tình yêu thắm đẫm. Sao em ra đi khi nắng chưa lên cao, lời thề khi chưa tan biến vừa xảy ra, anh thân ngất ngàn khi người xa rồi, sẽ không kịp nói với em một câu. Lâm Trần xin gửi lời chào tới khán giả của Thế Giới Văn Hóa. Một lần nữa chúng ta lại gặp gỡ nhau sau cái MV lần trước cùng Trường quay cùng với Phương Thanh, Tha Lỗi Cho Nhau. Thì lần này thì Trường rất là hãnh diện và rất là vui mừng khi mà được giới thiệu với quý vị và các bạn em CD mới phát hành của Lâm Trường, CD Mong Em Hạnh Phúc. Đây là một CD mà Trường ấp ủ cũng khá lâu, và Trường đã chọn rất là nhiều ca khúc để đưa vào CD lần này. Thật ra thì trong CD gồm 10 ca khúc, nhưng mà Trường phải chọn khoảng gần 40 ca khúc để mà chọn để chọn ra được 10. Để cho thứ nhất là mình chọn cái những cái khúc nó có cùng cùng cái style với nhau, cùng cái phong cách để mà đi vô cho nó sẽ nó phù hợp hơn cho cái album của mình, mang một cái màu sắc riêng. Thì với album lần này thì Trường vẫn mang theo phong cách ballad và những bài hát rất là tự sự. Trường nghĩ cái thế mạnh của Trường đó là tự sự, đúng không ạ? Mỗi lần Trường hát thì Trường hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái hơi thở của mình. Các khán giả sẽ dễ dàng cảm nhận ra một Lâm Trường mà thi suốt 15 năm ca hát qua những ca khúc mà Trường thể hiện trong Mong Em Hạnh Phúc. Và có rất nhiều ca khúc trong album lần này mà Trường yêu thích, và Trường nghĩ rằng quý vị cũng sẽ yêu thích nó và ủng hộ cho nó, bởi vì chúng ta sẽ luôn có những cái sự đồng cảm trong âm nhạc, sẽ tìm thấy đâu đó cái hình ảnh của con người của mình trong mỗi ca khúc. Thì bài hát thì Trường cũng đầu tiên Trường nghĩ đến những nội dung, cho nên khi bắt đầu viết về cái chút về cái phong cách như thế nào để mà nó chuyển động và nó như là chúng tôi có người của mình không quá quá đời thường. Tại vì âm nhạc luôn cái mình được quyền đưa những cái gì đó hoa mỹ hơn, mà Trường thì cũng không phải là hoa mỹ lắm, nhưng mà Trường nghĩ rằng là cái đời mình đúng thực sự là những cái tiếng lòng của mình. Cho nên khi mà Trường hát bài này thì cái lòng Trường đã bay theo lời bài hát. Khi hát xong nhạc hết thì bắt đầu Trường mới từ từ quay thăm lại. Và như vậy chúng ta cũng thể cùng nghe lời giới thiệu của anh, đúng không ạ? Rất là dễ thương và dí dỏm. Thở vào nhau, nhìn sóng đang dâng cao, hạnh phúc như dâng trào, một tình yêu cháy ngào. Vui bên nhau như quên tháng năm trôi qua, cùng em ta bay cao vút như chim ngang. Nhớ làn môi mềm, nhớ nụ hôn đầu, sao thật bối rối ta thuộc về nhau. Thì chúng ta cũng là giúp đối với em cả trên đồng nghiệp anh đáng quý của Ngọc. Từ những năm đầu đi hát thì Ngọc đã yêu quý anh rồi, và đã yêu quý anh rất nhiều. Thế hôm nay những gì thành công của anh thì Ngọc lúc nào cũng sẽ đứng cạnh anh, ủng hộ cho anh giống như hôm nay đây. Xin chào khán giả của Thế Giới Văn Hóa. Hôm nay Như Quỳnh đang có mặt tại buổi ra mắt album thứ 14 của chú Lâm Trường. Mình tên là Mong Em Hạnh Phúc. Thì là một người cháu Như Quỳnh thì lúc nào cũng rất là thần tượng chú mình, rồi rất là mê nghe chú hát. Thật sự là ngay từ lúc nhỏ là Quỳnh đã rất là fan nhí mà cuồng nhiệt của chú luôn. Thì tới ngày hôm nay thì Như Quỳnh một lần nữa lại được dự ra mắt album mới của chú Trường, thì trong lòng Quỳnh cảm thấy rất là hãnh diện và một niềm hạnh phúc rất là khó tả. Bởi vì thật sự là những gì mà chú Trường làm được tới ngày hôm nay đó, những cái bậc con cháu và bậc đàn em như Quỳnh đi sau đó, rất là ngưỡng mộ, rất là nể phục, và luôn mong muốn chú Trường ngày càng thành công hơn nữa, phát triển hơn nữa, lúc nào cũng là một thần tượng trong lòng khán giả, lúc nào cũng được tất cả quý vị khán giả yêu thương. Và rất là mong buổi ra mắt ngày hôm nay sẽ đón nhận được nhiều tin tốt. Cho dù anh hứa sẽ vẫn luôn bên em, sẽ mãi luôn yêu em, một tình yêu thấm nồng. Sao em ra đi khi nắng chưa lên cao, lời thề kia chưa tan biến vừa say nào. Anh thân ngỡ ngàng khi người xa rồi, sẽ không kịp nói với em một câu. Goodbye my love.